Đến với Sapa, du khách không chỉ được ngắm cảnh và chiêm ngưỡng những khoảnh khắc bình dị nơi vùng cao tuyệt vời mà còn có thể tham gia vào những hoạt động mạo hiểm, thử thách khả năng của bản thân như chinh phục đỉnh Phan Xipang. Phan Xipang thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn là ngọn núi cao nhất Việt Nam, cũng là cao nhất trong ba nước Đông Dương, nên được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Ngọn núi này cách trung tâm Sapa khoảng 9 km về phía nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam. Theo tiếng địa phương, núi tên là Hủa Sipan và có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh. Chiều cao của đỉnh núi đo đạc năm 1909 là 3.143m. Tuy vậy, theo số liệu mới nhất của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam đưa ra vào cuối tháng 6 năm 2019, đó là đỉnh núi cao 3.147,3m. Đỉnh Phan Xipang hiện là điểm đến mong ước của nhiều nhà leo núi. Việc chinh phục đỉnh này còn có thể thực hiện qua các tour của các công ty lữ hành chuyên nghiệp hoặc tự túc với sự dẫn đường của người dân bản xứ. Nhưng để làm được điều này thì không phải ai cũng có thể chạm đến đỉnh Phan Xipang. Đến Sapa, chinh phục đỉnh Phan Xipang là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của bạn. Để dễ dàng hơn cho khách du lịch khi lên đến đỉnh Phan Xipang, tập đoàn Sun Group đã khánh thành tuyến cáp treo 3G lên đỉnh Phan Xipang ngày 2 tháng 2 năm 2016. Tuyến cáp treo này đã đạt hai kỷ lục thế giới, đó là cáp treo 3G có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới với chiều dài là 1.410m. Kỷ lục thứ hai đó là cáp treo 3G dài nhất thế giới với khoảng cách là 6.325m. Nếu bạn đi du lịch vào mùa lúa hay mùa nước đổ, ngồi trên cáp treo ngắm cảnh là một điều cực kỳ tuyệt vời. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Tung Tăng TV lên đỉnh Phan Xipang vào mùa mây tràn đỉnh núi để cảm nhận được những điều thú vị tại nóc nhà Đông Dương nhé. Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay Tung Tăng TV đang đứng ở Sapa Station. Đây là một cái địa điểm cực kỳ đẹp và có lẽ ai đến Sapa cũng sẽ đến đây chụp một tấm hình nó mang phong cách rất là châu Âu. Và ở đây thì nó rất là gần nhà thờ đá cũng như là gần gần trung tâm ở đây. Và nếu như mà có thời gian thì quý vị có thể thử một lần lên trên chỗ trên cái khách sạn ở đây và thưởng thức một cốc cà phê ở trên tầng cao, rất là đẹp luôn em, gallery là tuyệt vời. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy đi vào phía bên trong để quan sát những hình ảnh. Sáng nay công việc của chúng ta đó là sẽ đi săn mây ở trên đỉnh Phan Xipang ở độ cao 3.143m. Bên cạnh của Tuấn đó chính là bạn Phạm Phúc Anh, review du lịch 4.0. Xin chào các bạn. Ở đây thì quý vị nếu như mà đi vào những thời điểm các ngày trong tuần thì sẽ ít người hơn, nhưng mà vào những ngày cuối tuần thì có lẽ chúng ta lại quá đông. Chúng ta phải xếp hàng. Ở gần đây thì đấy, sẽ có những cái gian hàng bán đồ lưu niệm, rất là nhiều đồ cute. Nhưng mà quý vị lưu ý là khi chúng ta đi lên trên đỉnh với cái độ cao 3.143m mà nó lạnh thì phải ghé vào đó mua một ít áo quần hay là đồ gì giữ ấm cho chúng ta. Những chiếc mũ len và những chiếc khăn ấm đấy, để giúp cho các bạn chống lại được cái nhiệt độ ở trên cao đấy. Bây giờ lên săn mây thì chắc chắn là không khí sẽ rất là lạnh. Do chúng ta có thẻ ưu tiên và thẻ nội bộ cho nên là sẽ đi lối riêng và thoải mái khám phá. Rồi, chào em nhá. Wow. Đi vào. Ở đây không gian khá là sạch sẽ. Các bạn có thể đứng hoặc là có thể ngồi, lựa chọn cho mình những ghế ngồi như thế này và di chuyển
Nhưng mà theo lời khuyên của Tuấn thì nếu như mà quý vị muốn ngắm toàn cảnh hoặc là những cảnh ở phía trước thì hãy lên ở phía trước này này. Đó, còn muốn ngắm cảnh phía sau thì chắc chắn phải đi ra phía sau rồi. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ lên phía trước ngắm một chút xíu, sau đó đi ra phía sau thì mới có thể nhìn thấy và cảm nhận được rất là nhiều điều lý thú khi đi tàu hỏa. Em lên đỉnh lần nào chưa? Chưa, chưa bao giờ lên đỉnh. Thế ở đây thì hầu như mọi người đều lựa chọn Phan Xipang lên với cái độ cao 3.143m để lên đỉnh. Thế lần này khi em lên thì em thấy vui không? Em chưa lên bao giờ. À, em chưa lên bao giờ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nhé. Rồi, lên đến ga Hoàng Liên thì chúng ta lại có VIP Lang Hồ để có thể đi vào đây trải nghiệm, đúng không? Đây là phòng VIP đấy. Đấy, Tung Tăng TV sẽ có một cái chế độ riêng đi vào với phòng VIP Lang Hồ để có thể ngồi nghỉ ngơi. Ở đây thì mình sẽ phục vụ những điều gì em nhỉ? Đây là phòng riêng để cho khách VIP ạ. Và ở đây thì các anh sẽ được phục vụ trà nước và đi một lối đi riêng để có thể lên cáp treo luôn ạ. Wow. Lạnh không? Lạnh quá anh ạ, anh phải vô tôi đến. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu đi ra hướng cáp treo để có thể trải nghiệm tiếp nào. Đi. Đấy, ở đây thì anh em mình sẽ có một cái hướng lối đi riêng đấy để có thể trải nghiệm đó thoải mái hơn, phòng VIP nha. Thưa các bạn, thì nếu như mà vào mùa lúa chín thì ở phía dưới này sẽ có rất là nhiều những hình ảnh của ruộng bậc thang. Chúng ta sẽ nhìn từ trên cao xuống là thực sự cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Rồi, thưa quý vị, chúng ta đang ở trên lồng của cáp treo và di chuyển lên đỉnh. Phía dưới chân của chúng ta sẽ là rất là nhiều những ruộng bậc thang. Còn phía bên tay trái của chúng ta thì rất là nhiều những cô gái xinh đẹp đang còn ngồi chung dòng. Hello em. Dạ, hello. Hello, từ đâu ra đến đây? Em ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, thế nào? Bắt tay lại thế, bắt tay các bạn nào? Nào đâu nào, đấy. Thế thế đi trời này lên đỉnh cùng với người yêu thì nó phải tuyệt vời đúng không? Chứ mình như thế này là lên đỉnh kiểu cô đơn rồi đấy. Các em đi lên đây đã nhiều lần chưa? Lại lần đầu lên đỉnh nhá. Cái cảm giác thế nào? Lạnh quá. Lên đỉnh nó lạnh thế nào? Thực ra thì đây là lần thứ 3 tụi anh quay trở lại, nhưng mà lần này thì tụi anh sẽ lên đó để săn mây, để nhìn thấy những hình ảnh của anh cho đẹp nhất. Mùa lúa cũng đi rồi, mùa bình thường đổ nước cũng đi rồi, bây giờ sẽ là cái mùa mình lên mình săn mây và sẽ rất là tốn nhiều bộ nhớ của hình ảnh đấy. Em sẽ rất là lạnh nhé, nếu mà cần 137 độ thì liên hệ em nhé. Rồi, ok. Sau những câu chuyện đủ vui như vậy thì chúng ta sẽ tiến lên phía lên đỉnh và sẵn sàng cho cái công cuộc khám phá. Ok.
À, quý vị và các bạn thân mến, đây chính là một nơi mà các bạn trẻ lựa chọn để chụp hình. Đó chính là cái cột cờ Phan Xipang với cái số ở bên cạnh đó là 3.143m là độ cao của điểm nơi này. Tuấn sẽ đưa quý vị lên trên này để xem cột cờ. Đây, rất đẹp đúng không ạ? Chúng ta ở đây sẽ nhìn xuống phía dưới và thấy rất là nhiều mây, rất là nhiều mây luôn. Đấy. Sẽ có bốn góc như vậy, đều có bốn chữ Phan Xipang, 3.143m. Đấy, phía dưới chúng ta sẽ thấy những cái biển mây này. Đấy, và những dãy núi ở phía bên tay trái của quý vị. Rất là nhiều. Và phía bên tay phải cũng có. Giống như những sống lưng khủng long. Đấy, nhưng mà sống lưng này chúng ta không thể đi được đúng không? Không, đấy là những cái con đường bộ đấy anh ạ. À. Rồi, sau khi quan sát ở đây thì chúng ta sẽ leo lên cột mốc chính ở đỉnh Phan Xipang. Đây, cột mốc thiêng liêng của chúng ta. Ở đây sẽ thấy các bạn nữ check-in ở đây rất là nhiều. Hãy quan sát một chút xíu. Em ơi, cho anh nhờ xin kiểu ảnh nữa. Đây. Anh ơi, anh cầm cờ, em nhờ xin kiểu ảnh nữa anh nhá.
Em cứ tạo dáng kiểu gì em thích là được nha. Cho em nhờ đi anh ơi. Em nhờ đi anh ơi. Nào, 1, 2, 3 nào. Tạo dáng đi em ơi. À, một, hai, cười tươi và cười tươi đây mẹ. Em có thích đeo kính không? Rồi, thưa quý vị, đây chính là cột mốc Phan Xi Păng 3.143 mét. Và ở đây có 3 địa điểm như vậy. Rồi, cột mốc thứ 2 chúng ta sẽ... Cột mốc thứ 2. Và cột mốc thứ 2 chúng ta sẽ đi theo lối này. Nhiều. Chào cô nhá. Vâng. Đây, hello, xin chào nhá. Rồi. Và cột mốc thứ 3 đó chính là cột mốc nguyên bản. Đây ở đây. Ở đây có 4 cột mốc nha quý vị. Cột mốc này cột mốc nguyên bản của Phan Xi Păng. Đây. Cột mốc thứ 4 đây này. Tuấn đâu rồi? Tuấn chịu. Tuấn đang chụp một mình. Ok, đây cho. Và 3 cột mốc là hầu như giống nhau và khá là to. Anh ơi em nhờ tí ạ. Đây ok. Và thưa quý vị, hôm nay nó giống như một cái duyên hay là một điều tuyệt vời gì đó đã giúp cho chúng ta chinh phục được biển mây ở tại Sapa và trên cái Phan Xi Păng. Đấy. Bây giờ Tuấn sẽ đưa quý vị đi ra đây để có thể ngắm được những biển mây ở đây. Có lẽ để chinh phục được những điều như thế này thì thực sự cái điều đầu tiên đó là may mắn. Cái thứ hai nữa đó là một cái điều gì đó để chia sẻ cho cả nhà. Nếu có dịp thì hãy đến Sapa, hãy ghé thăm những biển mây như thế này và sẽ nhìn thấy những cảnh, những ngọn núi trùng trùng điệp điệp và mờ ảo trong những tầng mây. Rất là tuyệt vời. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng ta đã chinh phục thành công tất cả những điều thú vị nhất ở tại Phan Xi Păng. Xin chào và hẹn gặp lại.